thế ở bên Mỹ thì cực thì rất cực, nhưng mà ở cái làm việc thì bằng máy móc không nhiều hơn, phải không? Nhưng mà làm cực hơn ở Việt Nam là chỗ là không có thời giờ nghỉ ngơi. Thưa mọi người, chỗ này là thất của tôi đây, mấy gì đang làm chỗ này là đặt là Pháp Lạc Thất, chỗ tôi ở nghe. Bên đây là cái nhà bếp kéo dài ra đó. Bên đây không phải, tại vì bên đây làm gì cũng bằng gỗ hết, nó có nhiều vậy. Ủa sao bên Mỹ làm gì cũng bằng gỗ? Đúng rồi, chứ không phải như Việt Nam là xây gạch đâu, làm cái gì cũng bằng gỗ hết đấy. Rồi cái bắt đầu đóng vào đó. Nay trời nắng, chiều mưa không? Xây cái nhà nghèo cho tôi, nhà lá. Mà đi kiếm mua lá bên này không có, cho nên buộc lòng phải xây nhà gỗ. Chứ tôi nhà quê mà tính xây cái kiểu nhà lá mà bên này kiếm lá không có, vị ơi. Đó. Nó công trình sơ sơ kiểu tiền không đó nha, chứ phải tiền có nha ha. Đơn giản nhưng mà không phải đã đơn giản nghe không. Ok, cũng vui. Làm cái chỗ bên đó là ở trên là cái chỗ nghỉ, cái trên một lầu, ở dưới này là cái chỗ nơi để có khách tiếp khách. Ở dưới này trên nó có cái lan can, chiều đứng nhìn trời trăng mây nước vậy. Thôi kệ, người tu thì nó cũng phải có cái chút chút nên thơ vậy. Còn bên đây là cái nhà Red Room, ở nhà để các cái vật linh tinh, máy giặt, máy sấy. Nhà bếp thì nới rộng ra, giờ chặt quá cho nên phải tháo dỡ hết, hết nới rộng ra tới cái cột vàng vàng đó. Chưa, các chị thấy chưa? Giờ mình nghèo mình cắt theo kiểu nhà nghèo vậy đó, cắt nới 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 ra thì thôi, chứ giờ đâu có mà cắt kêu bằng cao cấp đâu, này cắt là hạ cấp đó. Dán này là nước vô nó không mục, với quý vị ở Mỹ là hay chỗ đó đó, mấy cái dán này mà nước vô không mục. Mà thật sự nói nó không mục thì cũng phải, mà nó lâu năm, có nghĩa là nó có cái chất bảo quản lâu năm. Chứ trên đời này thì cái gì nó cũng mục hết trơn á, nhưng mà nó được cái bảo quản lâu năm mà chắc nó mục. Cái dán này mà tới chừng nó mục thì chắc tôi cũng là mục mấy chục năm ạ. Thấy ở bên Mỹ thì nói chung là làm cái gì nó cũng là tính bằng tiền chục ngàn đô, chứ không có nói ít được. Rồi mình là kiểu nhà nghèo, có nhiều làm nhiều, đúng không? Nó chỗ đó là lên trên này, chỗ lên một tầng nữa là cái thác của tôi hả? Nhỏ vậy thôi, gọn vậy thôi. Ủa gọn nhỏ nhưng mà nhiêu nhiêu chú ba? Mấy thước chú ba? 30 mét vuông cái phòng này đó hả? Vậy là vừa đó hả? Ừ.
có một mình, nhưng mà tại vì tôi hơi béo nó phải rộng rộng. Dạ không để nhiều đâu, kỳ này không để nhiều đâu, để gọn không à, thôi kỳ này gọn không có nhiều đi ha. Ủa là về ngang mấy, về dài mấy, sao Việt Nam là ra 30 ta? Tôi không hiểu. Có 10 mét vuông mà phải hèn chi. Ông nói tôi hết hồn là ở 30 mét vuông là về ngang 3, về dài 10. Thì mới 30 mét vuông phải không? 9 mét vuông. Dạ. Yeah. Là nghe nói 30, tôi làm tôi giật mình, ủa sao tôi nhớ Việt Nam là bề ngang 3, bề dài 10 mới gọi là 30. Nếu sao là ở... Bữa nay mấy giờ ăn cơm đây? Ông ba có ăn không? Để ông ba ông về rước bà ba mà. Vậy thôi 1 giờ mình ăn ha chú sĩ. Ông về mình ăn. Nay ăn canh lá khổ qua cho nó mát. Ăn khổ qua xào và tôi làm chút xíu dầu à, với tàu hũ kho với khóm. Ông ăn vậy đi. Mà mấy ông chiều mấy ông về ăn với mấy bà xã thì ăn gì, ăn với ở đây thì ăn vậy rồi. À mốt làm nhà này rồi chắc là tôi phải ăn nước tương với muối ớt có chưa ba. Tới đây 1 năm làm nhà, 3 năm thiếu gạo á. 1 năm làm nhà, 3 năm thiếu gạo đúng không? Ở Mỹ thì không có thiếu gạo nhưng mà chắc là thiếu tiền. Ước gì mà đừng có ngày 4 tay tới 7 tới 10 tay á chú ha. Cứ 4 tay tới 10 tay là bill nó bay dèo 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 dèo. Biểu nó bay về đi chơi, về đó chưa trả nó còn phạt thêm bộ đội nữa. Đó, thưa với mọi người thì thật ra thì thôi chắc là đời tôi làm lần này nữa chắc rồi đó. Thắt ở cho nó coi nó sạch sẽ cho nó ra cái chẻ chỗ của người người tôn chú. Thôi đời tôi chắc làm lần này nữa, cái thác tương lần này nữa là rồi đó. Cho nên thôi đặt là Pháp Lạc Thác. Thôi cắt xong rồi cái à, hôm qua mấy em nhỏ, à, mấy đứa nhỏ lại nó nghe chứ nói chú làm 9 máy nó mừng, có 4 máy nó mừng lắm. Làm đúng là cái thác luôn. Kệ thôi, làm lần này nữa. Đời. Bởi vì hồi đó Đức Phật ở trong rừng được mình kẹt. Thời thế bây giờ không ở trong rừng được chứ. Vậy cũng hơi quá rồi. Thưa quý vị, tất cả Mỹ được cái phước là mình làm gì cũng là trả bằng tiền thẻ không à nghe quý vị. Cho nên không có lo nghe quý vị. Cứ việc có cái khe rịch là cứ là họ cho mình trả thẻ vậy đó hả, cứ gạt tới vậy đó hả nghe quý vị. Mà ở Mỹ mà càng mắc nợ nhiều là càng giàu nghe quý vị. Như chú sĩ là chú nói là nó cho chú cái thẻ gạt tới $100,000 lận đó quý vị. $100,000 là tại vì ổng là thợ, ổng có anh không nhiều cho nó cho ổng gạt tới $100,000 lận. Cứ việc vô đó mua gì mua bóc rồi lại chỗ đó quẹt hàng ngang. Quẹt tới $100,000 là đó. Cắt đây thôi kệ rồi mới móc trong cái am này á. Sau này thầy nào có duyên qua thì muốn làm sao làm. Tôi thì hả? Tôi thì nhiêu đây rồi đó, chuẩn bị cũng chỗ nghỉ đó, hồi xưa tôi nó ở Việt Nam cũng vậy. Cũng có cái thác là nghỉ ngơi đó.
là buông thiệt á, chứ không phải nói. Thì bây giờ cái am này nữa, có duyên thầy nào mà tiếp nối á, thì muốn xây chùa sao xây, giấy phép có sao làm đó, mà tại tôi không làm, đời tôi là cái chức phát là tới đây thôi đó. Nữa thầy nào có duyên thì muốn làm gì đó làm, thì tôi lấy đây là cái tên của thầy tôi, Như Hòa Buddhist đó, nhưng mà mình gọi là am thôi, chứ đúng ra là cái chữ Buddhist, muốn temple, muốn gì cũng được thôi đó. Vậy đó, đời ta đa sao thì muốn làm sao làm, nếu có duyên. Đời tôi thì nhiêu đầy rồi đó. Các cái thắt ra riêng ở là xong rồi đó nghe. Những cái gì của tôi làm thì đó là cái nếu người đệ tử Phật tử sau này mà có hiếu thì họ biết cái diệu thầy mình hồi sanh tiền, những cái kỷ niệm thì giữ gìn, còn không có hiếu không hương thì cứ dục hết, những gì ông thầy ông làm chê thì cứ đập dục hết vậy thôi. Đời mà mình biết đâu được, thời xã hội ngày nay coi như nó đâu phải như thời xưa đâu thưa quý vị. Có những cái cũng phải nhắc nhở, mà có những cái cũng phải mình chấp nhận thôi. Đời có những cái cũng phải chấp nhận thôi, chứ giờ biết nói sao bây giờ. Bữa nay thì khí hậu có thể chiều tối nay có thể mưa. Theo lẽ là mấy cây này bữa nay nó rụi hết rồi, nhưng mà chắc nhờ tôi tưới nhiều cho nên nó cũng còn dễ thương, nó cũng còn trái trăng. Đó, sao rút gì chú không xài nữa đó hả? Dạ con chào Hòa Thượng trụ trì Chuyện Chủ Trực Phước Huệ. Con thấy Hòa Thượng viết mà thật sự cái mắt con không thấy đường, thưa ngài, thấy mờ mờ, tại con đang đứng ngoài nắng á, thưa Hòa Thượng. Hòa Thượng cũng khỏe, con thấy con rất vui mừng, thấy Hòa Thượng đã lớn tuổi mà còn phục vụ, còn ráng làm ngành y, bác sĩ từ thời trước cho tới thời hiện đại, mà tới giờ tuổi khoảng 70 mà ngài cũng còn lo cho mọi người, con cảm động lắm. Đã vậy mà còn xây dựng cơ sở cho người Mỹ tu nữa. Đây là một cái điều mà con nghĩ rằng không phải ai cũng làm được. Nhưng mà trên đời này thì theo con thì nhận biết thì con thưa Hòa Thượng đừng có buồn con nghe. Con biết là trên đời này cái gì mình làm được thì cũng phải có người ghét. Trên đời này thế gian nó như vậy đó, thưa Hòa Thượng ha. Trên giờ đời này người làm không được mà mình làm thì cũng có người ghét, người chê, họ làm không được. Giống như thí dụ như con á, nhiều khi con hát không có được mà ai hát á, con chê dở, con chê không hay, con chê lạc nhịp vậy đó. Đời thôi, thành ra giờ vậy mà giờ có ý thức à, giờ đời mình đạp bừa mình sống nó hơn thua nhau ở chỗ mình an lành, mình an lạc, mình tập đi theo con đường của lời Phật dạy, con nghĩ vậy thôi. Rồi con chào Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Phước Huệ nghe. Con có hứa Hòa Thượng để gửi tương qua, mà lâu vô quá con còn cắt trong tủ lạnh, để gửi tương hột qua cho ngài. Ngài muốn ăn cái món quê ngon lắm, tại các tủ lạnh hôm nay con lu bu quá, con quên gửi. Nhớ nó để dành riêng cho Hòa Thượng một keo bự rồi, nhưng mà cái trong tủ lạnh. Đó, khẩu hoa, năm nay khẩu hoa là gánh đó thưa quý vị, chứ không phải là sắt đâu nghe. Quá xá, quá xa đâu, tới giờ này mà còn vậy đó. Thôi mà đi ra ngoài chợ á, một trái nó một đồng mấy, hai đồng mấy một trái, mà mình trồng quá trời cũng vui, mà được biếu không à, chúng có bán. Chỉ có ớt với quế là bán thôi.
sang năm được thêm miếng đất bên kia nữa, trồng đã luôn, trồng dư ăn luôn đó. Năm nay ráng làm, mà năm tới rồi cái cày trả nợ hả chú ba. Mình cứ lấy mình thẻ mình quẹt tới đi, rồi từ từ mình cày trả nợ. Bên Mỹ là vậy đó thưa quý vị, cứ việc có thẻ cứ quẹt xong rồi ráng cày trả nợ thôi. Họ càng có cái credit nhiều chừng nào thì họ cho mình cái đĩa mình quẹt nhiều chừng đó. Nhưng mà rồi đó thì gọi là đi cài để trả nợ từ từ. Các cái thẻ họ cho mình mượn vậy đó, chứ họ không có cho tiền, họ không có cho mình lấy tiền mặt, họ cho mình mượn. Ví dụ như Home Depot thì mình vô Home Depot mình mua những vật liệu của họ nè, rồi lô thì mình cũng vô lô mình mua vậy thôi, chứ nó họ không cho lấy tiền mặt, họ chỉ cho mượn cái thẻ vậy đó, cho bao nhiêu tiền vậy đó, cho nên là cứ làm thoải mái. Rồi cài trả, mà trả sớm thì nó đỡ tiền lãi vậy thôi, mà lâu trả thì nó cứ chồng lên rồi cứ trả cả đời không hết vậy đó. Thành ra ở Mỹ có nhiều người mắc nợ cả đời không hết. Mà đi ở Mỹ mà ai mắc nợ nhiều chừng nào là giàu chừng đó nghe. Ai mà không mắc nợ là nghèo đó nghe quý vị. Đó là sự thật. Tại vì không mắc nợ là lý do là không có income, không có tiền ra tiền vào, không có đi làm, thì thành ra họ đâu có cho mình được mua bán cái gì đâu mà mắc nợ. Khi mà các vị mà không có income, không có credit thì các vị không có mua bán gì được. Mua cái xe mua cũng không được, đừng nói mua cái nhà. Thành ra không có cái uy tín thì không có mua gì được hết á. Còn mà cái người nào mắc nợ nhiều là người đó có uy tín. Nó khác là vậy đó, mới mua được. Ráng 3 tuần nữa thôi thì chúng ta sẽ thấy nó khác lạ, ta sẽ thấy đầy đủ hết. 3 tuần nữa. Đặt bớt rồi, cái củ chuối Việt Nam á, đó là tôi đặt bớt rồi đó, tốt lắm, cũng mừng, tốt lắm, qua Tết đang được. Trời ơi, còn lắp dán vô, còn đủ thứ hết trơn đó ông ơi, chứ đâu phải dày đâu khỏe. Là nó còn bao nhiêu nội mà lợp thôi, còn 2-3 lớp nó mới lợp được á chứ. Chứ đâu khỏe đâu. Nặng lắm á, cho nên một lòng cái mái nhà nó bắt buộc phải lợp cái cây ba lớn gì đó. Nặng lắm á, chứ không phải nhẹ nhẹ đâu. Nè thấy không, thấy lợp cái mái nhà không, đó thấy chưa. Thấy không, họ đóng la phong vô đó, mà đóng cái cách nhiệt nữa đó, thấy chưa, là 3-4 lớp vậy đó, chứ đâu phải mà đơn giản đâu đó, thấy chưa, nó nặng lắm. Đóng cách nhiệt rồi đóng dán lên mà mới lợp miếng lợp của nó đó, nhiều lắm. Đầu tiên là tính làm đơn giản thôi, mà rồi đơn giản thành ra bây giờ nó quá trời luôn. Tiên là tính nới cho tôi một cái phòng đơn giản, bây giờ không đơn giản được. Cũng may là lúc này á, Home Depot á, cũng như chợ lô Home Depot rồi nó rẻ rồi, nó bán những cái vật liệu xây dựng này rẻ lại rồi đó. Thay vì hôm trước một cây vậy là tới
bao nhiêu tiền đó, bao giờ nó giảm phân nửa rồi. Thí dụ hôm rồi một miếng dán như thế này nè, miếng gì đây tôi ra cho quý vị coi, thì nó 80 đồng, 90 đồng mà bây giờ nó giảm lại rồi. Nãy là cái đám làm thì nó chứ không phải dễ đâu. Mà cái cửa sổ như thế này nè, cửa sổ như thế này là 128 đồng chưa có thuế nè. Đó, 128 đồng chưa có thuế đó, chứ không phải dễ đâu nghe quý vị. Cửa sổ đó, thấy chưa? Đâu có dễ, đâu có rẻ đâu, đang 128 đồng chưa có thuế là tôi mua đồ trung bình á, không dám mua đồ xịn á. Đồ xịn 168, 170 đồng. Ở đâu rồi miếng gỗ mấy ông đem nhớ. Miếng gỗ mà lót sàn đó là 90 đồng một miếng, hôm mắc tiền. Bây giờ nó giảm xuống còn 45 hay 40 gì đó, không phải đỡ tiền với liều làm vậy đó chứ. Giống như cái cây này hôm rồi là nghe nói là cái cây này nó khoảng nhiêu tiền chú thợ? Cái cây này nhiêu tiền? Mà bây giờ hay là hôm trước? Ồ, 10 đồng cái cây gì đó. Rẻ rồi đó, cái gì thấy không chứ đó, đâu. Chứ hôm trước gấp đâu nữa. Dạ thưa, đúng kỳ này nó hơi lớn, tại vì bây giờ lần làm lần khó, quý vị thấy không? Cái bếp này nó chặt quá, không có thể. Có một mình tôi hôm nay nấu lá hủ qua cho với chú thợ. Nó chặt quá vậy nè, các vị thấy không? Cho nên buộc lòng phải ráng tháo ra mà làm. Nó chặt quá cho nên bây giờ phải nới. Rồi bây giờ được cái máy... nó ồn quá. Dời được cái máy kêu thợ, dời được cái máy lạnh, máy nóng qua bên kia nữa, cho nên mới kéo nối cái nhà bếp ra nè. Đó, nối cái nhà bếp ra luôn nè, thấy chưa? Dời, thì chuẩn bị thứ bảy này là họ dời đó, mới làm miếng gạch, miếng cho họ dời qua. Họ ăn cũng cả ngàn đồng chứ ít đâu, hôm trước sợ giờ không được. Nhưng bây giờ dời được rồi, đó, thấy chưa? Mới rộng cái bếp ra, rồi nới ra một chút nữa để mà cho trên chỗ thờ phượng không có ngồi ở trển đó, quý vị thấy không? Đó, nới ra một chút nữa thì nó rộng đãi chút vậy. Rồi mới kéo qua bên đây làm thêm một cái restroom để rủi có Phật tử đồ đông, có một cái đi không có kịp. Rồi họ không đông nhưng mà cũng phải có nhu cầu, cũng phải cần. Rồi thôi sẵn vậy làm cái thất của tôi luôn. Đó, chứ đầu tiên thì tính làm nới ra một chút thôi. Bởi vậy liều này gọi là liều đó. Mà trên đời này thế gian nó đông vua xua thằng liều mà không dám xin ai hết á. Không có kêu gọi, không vận động gì hết. Thôi kệ, cứ làm thí đi. Rồi tôi có nói với mấy chú thợ có gì tôi thiếu ngang là từ từ trả. Đó. Đó, thấy không? Cho nên cố gắng làm. Cảm ơn quý vị hỏi thăm. Nói thêm một lời thăm hỏi cũng là quý rồi. Thôi kệ, Phật Pháp gia hộ đi. Tôi nghĩ là con Phật, Phật lo. Thế nào Phật Pháp cũng gia hộ. Nói vậy có nghĩa là mình tận nhân lực tri thiên mạng hả? Chứ còn do cái tâm đức của mình thôi các vị. Nếu mà tôi có cái tấm lòng gì đối với đạo thì thế nào cũng có mấy Phật tử họ thương thôi. Giờ không dám mà mơ ước nhiều, nhưng mà thế nào tôi tin điều đó. Thế nào cũng có những người Phật tử chân chánh họ thấy là tôi làm cái nào đúng thì họ ủng hộ vậy thôi. Chứ còn trong gì tôi không dám kêu gọi ai hết á. Kệ, tới đâu tính tới đó. Nhưng mà mai là lúc này mùa cây nó cũng rẻ, nó nới xuống tại sắp sửa mùa đông á. Đem dời cái nhà vệ sinh này ra sao nè, đó. Thấy chưa? Dời ra sao trên, chứ giờ họ chặt nứt như là các vị thấy nhà bếp mà chặt như vậy đó. Dời hết khu vực này ra luôn nè. Bởi vì nhà hồi xưa là mua cái nhà tới đây thôi. Rồi bây giờ nó tùm lum vậy chỗ thờ phượng nè các vị thấy không? Nên vậy mà tôi muốn cái nhà tổ rộng như này để chỉ để một salon thôi, ngồi sao tổ chiêm ngưỡng tổ sư thôi đó. Trước chánh điện cũng vậy, dẹp hết
không có tùm lum tá lả như vậy, cứ ngồi trước Phật. Nói vì vậy mà ráng cố gắng mà làm. À nè, cái dáng này ngày hôm rồi nghe nói là nó 80 đồng miếng quý vị nè, 80 đồng miếng mà giờ này nó còn có 45 đồng à, hay là 35 gì đó, cho nên nó hới vậy đó mới ráng làm đó cái gì. Đang dáng dài đó. Bộ cửa này cũng trăm mấy á, 110 mấy đồng. Rồi ê xà nào mới đi nghe con, chịu khó sư phụ nhốt con vài bữa vậy đi nghe, cho mấy chú thợ làm nghe không. Nhưng mà sư phụ cho con ăn uống đầy đủ á, chứ bộ thấy con ha. Ôi nay con đi xà lớn á các chị thấy không, nó dài mà nó lớn. Ê xà bây giờ biết sủa rồi đó mọi người ơi. Ê xà tối biết giữ nhà cho sư phụ rồi đó, thấy ngoan không? Thấy cái mặt ê xà thấy ngoan không mọi người? Thấy coi vậy chứ chỉ có lì lợm thôi, lì lợm thôi, chứ còn nhiều khi cũng biết thương sư phụ lắm á. Sư phụ đi đâu là đi theo sát đó bộ ạ. À, nhưng mà chỉ có lì là không có sư phụ là quậy à, cái gì cũng cắn hết trơn á. Trời ơi, con ngứa răng mà sư phụ, ngứa răng thấy con ha, ngứa răng. Cái vậy cũng dễ thương thôi kệ, có duyên ở cái sư phụ nuôi hết con nghe. Nếu không bữa nào sư phụ đi chích ngừa cho con nghe, tội nghiệp lắm, ra răng nhiều của tôi bấm hết trơn nè các chị thấy không, bấm hết trơn ơi, anh ra tội nghiệp con lắm á mọi người ơi. Sư phụ sợ con quậy á, sư phụ bấm răng con hết trơn nè, thấy không, sư phụ bấm tà hết trơn nè. Nó tà mấy cái răng con hết trơn á đó, coi nó ở đây không vậy đó, ở đây không sát cánh vậy đó thôi con nghe. Thôi sư phụ đi ra xà phụ với mấy chú nữa nghe, con chịu khó thôi đừng có vô nhà con. Đừng vô nhà, đừng vô nhà, con vô con quậy xà chứ gì nổi, gửi thư xê. Thư xê đâu rồi, thư xê nghe cộp cộp, thư xê sợ lắm sư phụ, thư xê nằm im re nè. Bữa nay cho mấy ông thợ ăn nè quý vị, có ngon không thấy không, đậu bắp luộc này, bánh mì này, hôm qua Phật tử cho tôi chấm nước tương tôi ăn nè, chứ không có đãi thợ bánh mì. Chấm qua ăn còn như đó, đậu bắp luộc nè, khổ qua xào nè, tà hủ kho khóm nè thấy không. Ráng làm xong là không có ăn trên nhà tổ nữa đâu, ăn ở dưới này rồi. Nó thấy không, mở xuống nó chặt. Giờ làm cái nền cho bằng luôn, để không có đi lên đi xuống vậy. Tôi đi về tôi bị chúi đầu mấy lần á, xém đập đầu rồi đó. Có gì thấy không đó. Thôi giờ kính chào hết quý vị nghe, cho quý vị thấy công trình làm như vậy. Cảm ơn cái sự hậu niệm của quý vị. Kính chúc có quyến thuộc được thân khỏe tâm an nghe. Mùa dịch này chúng ta đều, mỗi người chúng ta đều có ý thức cẩn thận. Thôi chào hết quý vị nghe.